Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các cách thức mà chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Blackroom để trong quá trình dạy trực tiến, và phần này là sẽ là phần do các giáo viên đứng lớp giảng dạy. Thì phần mềm Blackroom là một cái phần mềm miễn phí của Google, và nó hỗ trợ cho các cái dịch vụ bên giúp mảng giáo dục cho của Google. Và quý thầy cô mà có cái tài khoản Google thì nó sẽ được có một cái giới hạn lớn hơn. Còn đối với quý thầy cô mà không có tài khoản Google thì nó sẽ có một số hạn chế nhất định. Thì để tạo được một cái lớp học trong Classroom thì nó chúng ta sẽ thực hiện các bước sau. Đầu tiên là quý thầy cô sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của quý thầy cô, và sau đó chúng ta sẽ mở Classroom lên. Thì thường thì nó sẽ không nằm trên các cái phần mà dịch vụ có sẵn, mà nó sẽ nằm khoảng nằm ở dưới đây ạ. À. Phải nằm khoảng dưới đây ạ. À. Thì chúng ta cứ bấm vào bình thường. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái khu vực mà để tạo lớp học, khu vực để tạo lớp học. Thì đầu tiên để tạo lớp mới thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần dấu cộng này. Thì dấu cộng này nó sẽ có hai mục, một đầu tiên là mục tạo lớp học, mục thứ hai là tham gia lớp học. Và phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức mà tạo lớp học. Đầu tiên để tạo lớp học thì chúng ta sẽ có tên lớp học. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ môn này là môn kỹ thuật chụp ảnh. Chụp ảnh. À, phần và chủ đề và phòng thì cái này là chúng ta có thể để trống, nhưng mà tên lớp thì chúng ta bắt buộc phải có, tên lớp chúng ta bắt buộc phải có. Và chúng ta sẽ bấm tạo. Bấm tạo. Thời gian tạo cái lớp học thì nó sẽ tốn khoảng 30 giây đến 1 phút, tùy thuộc vào cái cấu hình máy và cũng như là tốc độ mạng của mọi người ạ. À, đây là cái lớp mà kỹ thuật chụp ảnh, hay là lớp kỹ thuật chụp ảnh. À, ngồi như mọi người thấy ấy, thì ở đây nó sẽ có một số thông tin mà chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên đó chính là mã lớp. Mã lớp này á, nãy mọi người thấy rằng là khi mà chúng ta click vào dấu cộng thì nó sẽ có hai mục, một là tạo lớp học và mã tham gia lớp học. Thì mã lớp này sẽ dùng để là tham gia lớp học. Tham gia lớp học. Thứ hai là phần mọi người cần lưu ý, đây là phần mọi người. Phần này thì chúng ta sẽ có thể là mời các sinh viên vào, mời các sinh viên vào, hoặc là mời thêm giáo viên. Ở đây thì chúng ta có thể là mời thêm giáo viên, ví dụ chẳng hạn mình sẽ mời một cái tài khoản khác của mình ạ. Có tài khoản khác của mình ạ. Và chúng ta sẽ mời thì ngay lập tức thì mình cũng sẽ nhận được một cái tài khoản, nhận được cái lời mời. Đúng không? Đó nhỉ? Còn sinh viên thì chúng ta có thể mời bằng cách hai phương pháp. Một là chúng ta sẽ click vào dấu cộng này, click vào cộng này. Đó. Và click vào và chúng ta sẽ chọn là đường liên kết mời, và chúng ta click về, chúng ta copy và chúng ta sẽ gửi đường link này cho sinh viên của chúng ta. Hoặc cách thứ hai là chúng ta có thể nhập mail, địa chỉ mail của sinh viên mình vào đó. Thì nhưng mà thường thì chúng ta sẽ mời bằng cách là copy cái đường link này và gửi cho sinh viên là cách nhanh nhất. Hoặc một cách thứ ba là chúng ta sẽ copy cái đoạn mã lớp này, copy đoạn mã lớp này hay à đó, chẳng hạn muốn phóng to lên ạ. Đó. Thì chúng ta copy đường mã lớp này và chúng ta sẽ gửi cái mã lớp này cho sinh viên, và sinh viên có mã lớp này thì có thể tham gia được. Và mọi người yên tâm là khi mà sinh viên mình tham gia lớp á, sinh viên mình tham gia lớp thì họ phải mời, và các bạn quý thầy cô cũng có thể click đẩy cái người đó ra, đẩy người đó ra nếu mà không phải là sinh viên của mình. Ừ. Như đối với trường học thì thường là chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản của trường, nên là nếu giả sử sinh viên mà không phải là có tài khoản của trường thì mọi người có thể là kích cái sinh viên đó ra. Cái sinh viên ra. Rồi mình xin giới thiệu sơ bộ và các cái tính năng của bên Blackroom. Đầu tiên là tính năng bản tin. Bản tin là mọi người có thể đăng một các cái thông tin lên đây, giống như là cái new feed của một cái mạng xã hội. Ví dụ chẳng hạn như giờ mình sẽ đăng một cái tin là chúng ta sẽ bắt đầu học. Lúc 18:30 ngày 20 tháng 5 2021, và chúng ta có thể đính kèm thêm cái tệp, đính kèm thêm các cái thông tin tệp hoặc là các cái
nội dung chẳng hạn như là link của YouTube chẳng hạn, để cho sinh viên chúng ta có thể nắm được. Và chúng ta có thể gửi cho tất cả các sinh viên hoặc là chúng ta gửi cho từng cá nhân, gửi cho từng cá nhân, và bên cạnh đó chúng ta có thể gửi đồng loạt cho nhiều lớp cũng được rồi. Rồi chúng ta đăng nè. Đó, thì cái tin này chúng ta sẽ nằm trên vị trí này, đằng trên vị trí này, và mọi sinh viên cũng chúng ta có thể là comment ở dưới đây, mọi sinh viên có thể comment nhận xét cái nội dung chúng ta như đây. Dạ, chẳng hạn như sinh viên có thể comment là à, bây giờ hôm đó em sẽ đến đúng giờ, em sẽ lên lớp đúng giờ. Dạ. Và các cái giáo viên thì cứ tương tác với sinh viên trên các cái này, chúng ta tác như thế này. Đó, dạ. Đó là cái mà liên quan đến phần bản tin, liên quan đến phần bản tin. Cái thứ phần tiếp theo mình xin giới thiệu đó chính là cái phần mà bài tập lên lớp. Bài tập lên lớp thì ở đây chúng ta có thể tạo một cái bài tập lên lớp mới. Thì ở đây nó có là bài tập kiểm tra, câu hỏi, tài liệu, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng bài đăng lại, tức là chúng ta đã có những cái bài đăng trước đó, những cái bài tập trước đó, và chúng ta muốn sử dụng lại cái nội dung đó để tiếp tục, để chúng ta chỉnh sửa cho nhanh hơn, thì chúng ta có thể sử dụng các bài đăng lại. Ví dụ ở đây mình sẽ cho một cái bài tập tên bài tập là hãy chụp một bộ ảnh tòa nhà đó. Hãy chụp một bộ ảnh tòa nhà và điểm số tối đa, chúng ta đây chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ nhập điểm số tối đa, hoặc là chúng ta không chấm điểm, hoặc là chúng ta bắt buộc phải nộp nhưng mà không chấm điểm, ví dụ vậy. Hoặc là chúng ta điểm số tối đa là ví dụ là 10 10 à, ngày đến hạn thì chúng ta có thể phân định ngày đến hạn, ví dụ chẳng hạn là hạn chót là ngày 23 vào lúc là 23 giờ 59 phút thì chúng ta sẽ hết hạn. Và bài tập thì chúng ta có thể tạo ra các chủ đề, ví dụ chủ đề là chủ đề về chụp toàn cảnh, chụp ảnh toàn cảnh, thì mỗi mỗi cái chủ đề khác nhau thế này chúng ta vẫn có thể là tạo như vậy. Chúng ta sẽ tạo một chủ đề mới. Toàn cảnh. Rồi. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ làm. Và bên cạnh đó chúng ta có thể có những cái tiêu chí chấm điểm. Chúng ta sẽ có những cái tiêu chí chấm điểm cho sinh viên, hoặc là chúng ta sẽ hướng dẫn sinh viên là chụp ít nhất này. Ví dụ chẳng hạn chụp ít nhất 10 tấm ảnh. Ví dụ vậy thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn dành cho sinh viên làm bài, hướng dẫn dành cho sinh viên làm bài. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành giao bài. Sau khi đã xét các con số này xong rồi chúng ta sẽ tiến hành giao bài. Bằng cách là chúng ta sẽ có thể là giao bài liền, lên lịch hoặc là lưu bản nháp lại. Tức là lên lịch chẳng hạn như là bài tập này chúng ta định là thứ bảy tuần này chúng ta mới giao. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thời gian thì quý thầy mọi người có thể là làm tạo bài tập trước, nhưng mà chúng ta sẽ lên một cái lịch tới thời điểm đó thì sinh viên mới biết rằng là chúng ta có một cái bài tập như vậy, hoặc là chúng ta sẽ giao bài ngay đó. Thì ở đây chúng ta mọi người cứ click vào giao bài thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có một cái bài tập đó về chủ đề đó. Chúng ta có những cái chủ đề khác nhau thế này đó, chủ đề thế nào này. Ở đây thì do mình chưa có add các bạn sinh viên vào thì nên là nó chưa có là báo đã nộp và đã giao. Nhưng mà khi chúng ta add vào thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ giao bài tập cho bao nhiêu người và chúng ta sẽ bao nhiêu người đã nộp. Thấy không? Đó là về bài tập. Cái phần tiếp theo đó là cái phần mọi người mình đã giới thiệu rồi. Một cái bài tập khác mà mình có thể giới thiệu cho mọi người có thể thực hiện đó là một cái bài tập, ví dụ chẳng hạn như là bài tập kiểm tra. Bài tập kiểm tra. Và nó là kiểm tra định kỳ. Định kỳ. Đó, hướng dẫn làm bài trắc nghiệm tự luận chẳng hạn, làm bài tự luận thì đối với bài kiểm tra cũng y chang các phần bài tập, chúng ta cũng sẽ cho số điểm tối đa hay à, nhưng mà số điểm tối đa là 10, cũng có ngày đến hạn, ví dụ chẳng hạn là 23 gì đó. Cũng có thể tạo chủ đề, nói chào chủ đề chẳng hạn, chúng ta tạo tạo một cái chủ đề là kiểm tra định kỳ, ví dụ vậy. Thì chúng ta có thể một tạo một cái chủ đề để chúng ta quản lý cái bài kiểm tra. Và ở đây quý thầy cô thấy rằng là nó sẽ có một cái
Bandwidth tức là một cái biểu mẫu, Google biểu mẫu để chúng ta có thể tạo ra một cái form để các sinh viên mình có thể làm bài. Chúng ta click vào đây ạ. Đây, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là kiểm tra định kỳ. Định kỳ. Đăng một. Rồi, ví dụ vậy. Rồi, ví dụ vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số dạng để chúng ta có thể xin cho cái câu hỏi sinh viên của mình. Đầu tiên là trả lời ngắn, trả lời một đoạn, hoặc là trắc nghiệm, hoặc là cho chọn nhiều cái câu hỏi dạng test, tức là một đáp nó có sẽ có nhiều đáp án. Rồi những cái dạng khác thì chủ yếu là quý thầy cô sẽ sử dụng ba cái đầu tiên để làm kiểm tra, đó là trả lời ngắn, trả lời theo đoạn hoặc là trắc nghiệm. Thì thường em sẽ không sử dụng trả lời ngắn, tại vì đôi khi có những cái câu trả lời cho các em có thể tự do trả lời, thì em sẽ chọn là đoạn đối với tự luận và chúng ta sẽ làm trắc nghiệm đối với trắc nghiệm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ em sẽ thực hiện là cho sinh viên câu hỏi tự luận, chẳng hạn như là thế nào là chế độ chụp ảnh MF. Như vậy và sinh viên sẽ trả lời ở đây, sinh viên trả lời ở đây. Chúng ta có thể cho đáp án sẵn để cho sinh viên biết điểm liền hoặc là chúng ta sẽ không làm. Và sau khi chẳng hạn em muốn muốn cho thêm một câu hỏi thì em cứ bấm vào dấu cộng này, em cứ bấm vào dấu cộng này thì nó sẽ cho một cái phần khác. Rồi, thế nào chụp chân dung, ví dụ em cho một câu hỏi khác là chụp chân dung cần phải làm gì. Đó. Thì em cũng sẽ chọn là tự luận hoặc là trắc nghiệm. Thì sau khi em đã tạo xong thì lập tức nó sẽ có cái câu trả lời này, nó cũng sẽ tự động nó cập nhật ạ. Chúng ta đặt tên này lại là kiểm tra định kỳ lần một như vậy. Rồi thì ở đây thì khi mà chúng ta đã tạo xong và giao bài tập cho sinh viên á, thì sinh viên sẽ trả lời và ở đây nó sẽ có thống kê câu trả lời cho chúng ta. Và bên cạnh đó chúng ta có thể tạo thêm một cái gọi là bảng tạo tạo bảng tính đó. Tức là nó sẽ thống kê tất cả những cái câu trả lời sinh viên mà chúng ta có thể dễ dàng chấm. Hay chúng ta click vào đây thì nó lập tức nó sẽ tạo cho chúng ta một cái bảng tính của cái trang này, là bao gồm tất cả những câu trả lời, bao gồm tất cả những câu trả lời. Bên cạnh mà sinh viên có thể làm bài tập trực tiếp trên đây thì chúng ta có thể gửi link bài tập bằng cách chúng ta sẽ click vào chỗ gửi ạ. Chúng ta sẽ click vào chỗ gửi và chúng ta cứ gửi cái đường link này, cho các sinh viên. Thì các sinh viên mà có thể tham gia trực tiếp bằng đường link này hoặc là sinh viên sẽ làm trực tiếp trên bài tập trên này đều được hết ạ. Và ở đây thì em cũng giới thiệu sơ một tí về cái chỗ cài đặt cho mọi người ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có kiểm tra, chẳng hạn như đặt làm bài kiểm tra thì chúng ta sẽ có là sau đó là sẽ có đánh giá thủ công, ví dụ vậy đó. Câu trả lời có thể xem câu trả lời sai, câu trả lời đúng và giá trị điểm. Thì chúng ta có thể tích chọn cái này để cho mọi người, có thể sinh viên mình có thể tham khảo. Đối với những bài trắc nghiệm á, thì nếu mà nó có đáp án sẵn á, thì nó sẽ công bố luôn cái câu trả lời, nhưng mà đối với tự luận thì chúng ta phải chấm. Thì chúng ta cứ tắt những thằng này đi à. Tắt cái này đi mà lưu lại ở đó thì chúng ta sẽ có thể thực hiện một cách dễ dàng đối với Google Form. Và sau khi chúng ta đã tạo form xong rồi thì chúng ta cứ tắt nó đi, nó tự động nó sẽ lưu lưu qua cái phần bài tập cho mình ạ. Đây là kiểm tra định kỳ ạ. Rồi chúng ta vô cái phần này. Rồi xin lỗi ạ. Rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa toàn bộ này. Tại nãy nãy đó là mình chưa có giao bài thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta bấm giao bài. Rồi, ngay lập tức là chúng ta sẽ có một cái bài thi tự luận và sinh viên có thể click vào xem bài tập để có thể làm bài tập. Và các bạn nào đã làm thì nó sẽ có cái thông tin đây và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chấm điểm. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chấm điểm ở trên đây, tiến hành chấm điểm trên đây. Nào. Rồi chúng ta click lại cái lớp của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trên bảng tin nó cũng sẽ cập nhật cho chúng ta các thông tin, chẳng hạn như là chỗ mình mới tạo nó là một cái bài tập là hãy chụp ảnh một tòa nhà, thì mọi sinh viên mình có thể click vào để chúng ta xem cái nội dung.
vào, hoặc là ở đây mình có giao một bài điểm kiểm tra định kỳ. Kiểm tra định kỳ thì sinh viên có thể click vào và xem, và có thể là xem các thông tin. Và bên cạnh đó thì bên góc tay trái mình thì nó có là những cái thông tin mà những cái mà chuẩn bị hết hạn, thì sinh viên cũng dễ dàng mà có thể là xem được cái bài tập mình chuẩn bị đến hạn là những bài nào. Đó, thì như vậy thì cũng sẽ rất là dễ dàng cho sinh viên. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có cái phần mà số điểm, hay số điểm sinh viên ạ. Bây giờ mình sẽ ví dụ mời một người, ví dụ mời mình mời chính mình làm cái sinh viên ạ. Mời chính mình là một sinh viên ạ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có cái thông tin, và đây thì trên cơ bản đây là cái phần mà chúng ta có thể giao bài tập cho sinh viên. Tiếp theo, cái phần tiếp theo thì em xin giới thiệu về cái phần mà về gọi là dạy trực tuyến, tức là cái phần mà chúng ta sẽ tương tác trực tiếp với sinh viên và trả lời online với sinh viên. Thì đầu tiên chúng ta cứ click vào cái chỗ mà tạo đường liên kết Meet, thì ở đây nó bắt buộc phải liên qua một cái app khác của Google, đó chính là Google Meet. Google Meet thì mọi người có thể sử dụng này để giống như là giảng dạy trực tiếp cho sinh viên và tương tác trực tiếp sinh viên. Chúng ta click vào đây ạ, chúng ta bấm vào tạo. Tạo. Rồi chúng ta lưu ạ. Lưu thì như vậy chúng ta sẽ có một cái đường liên kết, và sinh viên cứ click vào đây thì sinh viên có thể là tham gia được cái lớp học của mình. Em xin click vào. Click vào. Ở đây thì nó có sẵn một cái giao diện cho chúng ta, sẵn giao diện chúng ta. Đó. Thì khi mà chúng ta muốn tham gia vào lớp này thì chúng ta cứ bấm vào tham gia ngay. Hay là chúng ta bấm vào tham gia ngay. Thì sinh viên cũng tương tự vậy, khi mà muốn tham gia lớp này thì sau khi đã nhập cái đoạn mã của lớp vào rồi thì chúng ta cứ bấm vào tham gia ngay. Này, ở đây là một cái background mà em đã tạo sẵn. Ở đây thì nó có một số cái thông tin mà mọi người có thể thực hiện. Đầu tiên, đó là cái thông tin về mã đó. Thông tin này là đoạn mã hay là đoạn mã Google Meet, và chúng ta lưu ý rằng á là nếu mà cái đoạn mã này mà nó lọt ra ngoài ấy, thì người ngoài vẫn có thể xem vào, mặc dù chúng ta có thể kick out người đó ra được, nhưng mà nó cũng sẽ hơi 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 phiền phức đối với quá trình sử dụng của chúng ta. Đó vậy. Rồi tiếp theo đó là cái chỗ mà tắt micro, thì mọi người có thể bật tắt cái micro của mình, bật tắt cái micro của mình. Đó, mọi người thấy rằng là khi mà mình bật tắt thì nó sẽ bật tắt. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có kết thúc, tức là chúng ta sẽ rời khỏi cái lớp này. Ở bên cạnh chúng ta sẽ tắt cái màn hình đi, tắt cái màn hình đi. Đó, mở màn hình lên và tắt màn hình đi. Đó, dạ. Mọi người dễ dàng thực hiện. Bên cạnh đó thì thông thường khi mà chúng ta muốn nói chuyện thì mặc dù là chúng ta giáo viên thôi nên là chúng ta sẽ không có quan tâm đến nhiều đến cái tính năng giơ tay. Tính năng giơ tay sẽ báo rằng là những sinh viên mà muốn phát biểu ấy thì họ sẽ giơ tay như thế này, và chúng ta sẽ biết rằng là ai giơ tay. Ai giơ tay bằng cách là chúng ta sẽ xem bên đây ạ. Chúng ta sẽ xem bên đây. Thì những ai giơ tay nó sẽ hiện lên, và cái đó là một trong những phương pháp mà gọi là giơ tay để phát biểu, tức là do chúng ta đang họp trực tuyến thì nó có rất là nhiều âm thanh tạp bên ngoài, nên mọi người, tất cả mọi người trừ người đang phát biểu là đều phải tắt micro hết, đều phải tắt micro hết, và điều này sẽ đảm bảo rằng là chúng ta sẽ đảm bảo cái âm thanh nó không bị nhiễu và cũng không bị ghè đó nhỉ. Nên khi mà ai mà muốn phát biểu thì chúng ta, cái người chủ tọa thì họ sẽ giơ tay lên, mà người chủ tọa thấy à chẳng hạn như bạn này giơ tay đó và mời mời bạn đó phát biểu, mời bạn đó phát biểu. Bên cạnh đó thì nó có một cái trường hợp là khi mà sinh viên mình á vô tình không tắt micro, chúng ta cứ dẫn lít vào đây và chúng ta tắt được. Ở đây thì tại vì chỗ của mình thì không không có một người khác, chứ không là chúng ta sẽ lít vào đây, chúng ta sẽ tắt tắt cái mic của người đó đi được, tắt cái mic người đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ không mở cái mic của người đó lên được, nhưng mà chúng ta có thể tắt cái mic đó để tránh cái âm thanh bên ngoài lọt vào cái lớp học của chúng ta, lọt vào lớp học của chúng ta. Thấy nhỉ? Rồi cái tính năng tiếp theo đó là một cái tin nhắn, tức là mọi người có thể chat ở đây, chat đây đó, một cách dễ dàng đó, mọi người có thể là chat đây, hoặc là quý thích. Mọi người thấy là phiền quá chúng ta tắt không cho, tức là cái người mà điều phối á, tại vì chúng ta đóng vai trò là giáo viên thì chúng ta có thể tắt. Thấy nhỉ? Chúng ta có thể cho phép và không cho phép. À, cho phép và không cho phép mọi người thực hiện, không phép và không cho phép mọi người thực hiện. Đó là cái tính năng mà về nhắn tin. Đó. Thì mọi người thấy rằng khi mà giảng bài á, thì những cái trường á, thì thường nó
nó không chiếu cái khuôn mặt của giáo viên làm gì, mà nó sẽ là trình bày một cái PowerPoint hoặc là một cái hình ảnh trình chiếu gì đó. Thì để thực hiện gì đó thì đầu tiên đó, đầu tiên mọi người phải mở mở cái PowerPoint lên ạ. Mở cái PowerPoint lên, và ở đây là mình mở cái PowerPoint lên sẵn, và ở đây chúng ta sẽ chọn chỗ trình bày ngay, chúng ta sẽ chọn một cửa sổ, ngay lập tức nó sẽ hiển thị các cái cửa sổ mà màn hình máy tính mình đang thực hiện đó. Thì mình cứ click vào đây chỗ kỹ thuật chụp ảnh nè, mình share, thì ngay lập tức cái màn hình mà mọi người đang nhìn thấy ở đây nó sẽ được share lên cái màn hình chung của lớp, và chúng ta sẽ chẳng hạn như chúng ta có thể bật PowerPoint lên, chúng ta hiển thị cho mọi người, tất cả mọi người xem ở đây, và chúng ta sẽ giới thiệu các cái bài về đó, chụp ảnh, tốc độ chụp, vân vân đó. Thì chúng sau khi chúng ta trình bày xong và chúng ta muốn thoát lại, chúng ta trở lại cái webcam chúng ta, thì chúng ta sẽ bấm là stop screen. À, chúng ta bấm này thì ngay lập tức là nó sẽ tắt và nó trả lại cái màn hình mà cái background của chúng ta, trả lại cái màn hình và background của chúng ta đấy ạ. Đó thì cái chỗ trình bày ngay nó sẽ có cái tính năng như vậy, trình bày ngay nó sẽ có tính năng như vậy. Nó bên cạnh đó thì nó sẽ có một số cái tính năng khác, nhưng mà mình nghĩ thì mọi người không cần phải tìm hiểu quá sâu về cái các cái tính năng này, nhưng mà quan trọng nhất là khi chúng ta nói mà cái âm thanh này nè nó dao động thì có nghĩa là mọi người bên kia mới có thể nghe được, còn mà chúng ta thấy rằng là nó có một cái dấu chéo, nó dấu chéo thế này nha, dấu chéo bên cái góc màn hình này nè, hoặc là dấu chéo trên đây, thì cái người đó đang tắt cái mic đi và không 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 thể nói được, không thể nói được đó nha. Thì đó là một số cái kỹ năng mà chúng ta cần phải thực hiện trong cái lớp học dạy trực tuyến hay dạy trực tuyến ạ. Đó. Thì trên đây là một cái hướng dẫn cơ bản cho tất cả những giáo viên mà muốn có thể là mở một cái lớp trực tuyến trong thời gian mà chúng ta chuẩn bị sắp xếp dạy online. Thì tất nhiên là nó sẽ có hai cái thứ mà chúng ta cần quan tâm, đó là đầu tiên là chúng ta sẽ dạy trực tuyến bằng cái Google Meet. Google Meet tức là cái chỗ mà chúng ta sẽ giao lưu trực tiếp đối với sinh viên mình. Cái thứ hai, cái phần hai là cái phần mà chúng ta có thể cho bài tập và quản lý lớp, trả lời các câu hỏi trên đây, trả lời các câu hỏi trên đây. Thì mà quý thầy cô cũng lưu ý một chỗ á, là đôi khi chúng ta sẽ không cho sinh viên tự đăng bài lên đây được, mà chúng ta phải vào đây chúng ta tắt đi. Đấy ạ, chúng ta sẽ vào chỗ cài đặt lớp học này nhỉ, chúng ta sẽ đây ạ, chỗ bảng tin ạ. Chúng ta sẽ không cho sinh viên đăng bài mà chúng ta chỉ cho sinh viên nhận xét, để hạn chế cái việc mà một số em có thể vào và chúng ta sẽ đăng rất là linh tinh các cái nội dung mà không cần thiết và không liên quan lớp học, và chúng ta sẽ xóa rất là cực. Chính vì vậy chúng ta bấm xong rồi chúng ta lưu vào, thì chỉ có giáo viên có thể đăng đăng được bài và sinh viên thì không, và sinh viên chỉ có thể comment các nội dung mà ở những cái nội dung mà giáo viên đã đăng rồi, giáo viên đã đăng rồi thì mới có thể thực hiện được. Đấy nhỉ? Thì trên đây là mình cũng đã giới thiệu cho mọi người các cách thức mà chúng ta tổ chức một sử dụng phần mềm Classroom để giảng dạy trực tuyến và cũng như là quản lý lớp học trực tuyến. Thì mọi thắc mắc thì mọi người có thể comment bên dưới và mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các thắc mắc của mọi người, và hy vọng rằng là những cái thông tin mình cung cấp sẽ giúp ích cho mọi người và quý thầy cô có thể là tổ chức một lớp học bài bản và đảm bảo rằng là chúng ta có thể thực hiện tốt được các thao tác trong quá trình dạy trực tuyến. Và mình cũng sẽ hứa là chúng ta sẽ có một cái video khác gửi chi tiết hơn từng các cái nội dung, và cũng như là hướng dẫn mọi người kỹ hơn cái việc mà chúng ta có thể tạo ra những cái bài tập và cũng như cái bài trắc nghiệm mà có thể tự động chấm điểm được, và cũng sẽ hẹn mọi người một cái video sau, tại vì video này cũng đã khá dài rồi. Xin chúc mọi người một cái buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại, và mọi thắc mắc thì mọi người có thể comment bên dưới giúp mình ạ. Xin chào tạm biệt.